bì nó vàng, phun nó vàng giòn cứng. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lạc Đường. Nay sẽ làm món chân giò nấu giả cầy. Sau khi chân giò được làm sạch thì ta bọc giấy báo để thui. Đấy. Nếu không có giấy báo thì ở đây Lạc Đường đang dùng tờ lịch to này, đó. Ba cái cuốn vào 4 lớp vào. Sau đó là ta đem đi thui là sẽ được cái màu vàng đẹp. Ồ, cái giấy này nó lại không cháy. Rồi lại phải dùng đến thần đèn thôi. Lấy thần đèn ra thì mới kịp được bữa trưa được. Rất chi là vàng. Sau khi thui vàng và làm sạch rồi thì giờ chặt. Chặt thì các bác cứ chặt cái miếng nó vừa ăn thôi. Chặt theo như Lạc Đường ấy, chặt theo khoanh tròn thế này là tí nữa miếng nó sẽ rất đẹp. Đó, các bác cứ chặt làm sao nó khéo để nó được một khoanh tròn. Ở chỗ chân giò này là Lạc Đường mua mất 170.000. Được một ký 8, hơn 1 ký 8 một chút. Đó. Cả một cái chân giò và một cái sú giò nữa. Bị rồi tiếp nữa là đường thì các bác cho một thìa đó, cho một thìa đường vào, bởi vì một chút nữa là ta sẽ có quả dừa nước dừa nấu cho nên là ta cũng không cần nhiều. Rồi giờ là nước hàng hay còn gọi là nước màu á, cái này các bác cho khoảng độ một thìa ăn phở nữa là vừa. Tiếp đến là tương. Đấy. Tương ở đây thì Lạc Đường mua tương quê thì nó hơi mặn một chút nên Lạc Đường sẽ căn được. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ trộn đều lên cho nó ngấm gia vị. Đây, các bác xóc đều lên. Rồi và cuối cùng là chúng ta sẽ cho một chút rượu trắng vào. Đó. Rồi chúng ta cứ để ở đây 30 phút cho ngấm, sau đó đem đi xào và om và nêm nếm gia vị là ta sẽ được thành phẩm của món chân giò om giả cầy. Rồi sau khi chúng ta ướp được thì bây giờ chúng ta sẽ cho vào xào và om lên một lúc rồi chúng ta sẽ chuyển sang một cái xoong.
Sau khi chúng ta đảo được một lúc thì ta cho nước dừa vào. Đó. Cho nước dừa vào mà không đủ nước ấy, thì các bác cho hòm đến khi miếng chân giò dừ là được. Phải giặt cơm thôi các bạn ạ. Quá ngon các bạn. Ngon gan này. Giòn thật thật nè, ngon. Bì nó vàng rồi, chun nó vàng giòn rồi, cứng. Kiểm tra miệng hay là kiểm tra gì? Sao nó báo cho bố? Bố báo rồi. Bố sau ngày học hành cẩn thận nhé. Sao đâu? Sao đâu? 5 đứa. Đứa ít nhất là 2.7 à? 2.7 à? Cô kiểm tra 5 phút. Kiểm tra bài tập về nhà là về nhà là học lại lý thuyết chứ không phải là cái gì cao siêu đâu. Đây là mày không chịu làm bài tập về nhà đâu thế. Cần thì nạc đấy. Sao? Đây hãy ăn một miếng bì ngon. Bì này ngon. Giòn tan. Rất chân giò nhiều thế. Để đi lợn con đéo. Này. Không được đấy. Đây chứ nó phải nào. Tan nước này này. Lớp trưởng cũng phải học giỏi. Cứ nói chuyện lớp trưởng. Đã bảo là lớp trưởng quan trọng là nói người ta nghe, không phải lớp trưởng là học giỏi là được rồi. Nhưng học giỏi không được là lớp trưởng. Học tốt 3 môn kia vậy là có toán toán lý hóa. Tầm 2 năm hoặc là con thấy có một cái nghề trong tay, một cái công việc trong tay không nào? Đấy, nghề đấy, nghề đấy. Nó vẫn phải có một cái gì đấy chắc ăn, ví dụ làm ở trong công ty xong bắt đầu học thêm ở đấy. Xây dựng cơ nghiệp trước đã. Có tiền rồi mới làm gì thế được. Đi Nhật. Ủa Nhật gì? Còn á, tôi ở đâu. Em sang Nhật học đánh cá ngừ cho người chủ bố đi theo. Ha ha ha.